Hello mọi người, bây giờ Tài sẽ đi cái làng này gọi là làng của người Đức, đi ăn mấy món làng của người Đức, xong rồi mình đi vô khu du lịch của người Đức luôn. Tài quay khu này cho mọi người coi nha. Làng Đức, như là làng Handorf. À trời, lạnh quá. Nè, 16, 17 độ. Ô, đi vô nhà hàng này luôn hả? Booking free and of investment. Mình ngồi trong, mình ngồi ngoài. Ngoài mới xuống hay lạnh? Đúng rồi, gió quá. Hết chỗ rồi mọi người ơi, ra ngoài lạnh quá. Đây, cái quán này nè, chỗ thì quán này từ năm 1863. Kêu quá. Nè, ai đọc tiếng Anh đọc đi. Đi ra nắng cho nó bớt lạnh chứ, ở trong máng nó lạnh lắm mọi người ơi. Lạnh gió đó, tại đây gió dữ quá. Có đâu, ta nắng hết lạnh rồi thiệt. Đứng ngoài nắng luôn. Đứng ngoài nắng luôn mọi người ơi. Bây giờ đứa em nó đang đi order đồ ăn. Người địa, có người địa phương ở đây đó còn lạnh nữa, là mấy bạn biết lạnh cỡ nào rồi đó. Thôi tôi đứng ngoài nắng tôi ăn luôn rồi. Ôi. Thôi để chụp hình chút nè, chụp hình chút quay chút. Phải quay bằng cái gậy này chút xíu cho mọi người thấy toàn cảnh khu vực này. Giơ cao lên nha. Chưa mà già. Tao đang cầm điện thoại á. Bình thường điện thoại tao không cách tìm luôn không được á. Signature của quán. À, bia Đức này nha. Mà thật ra là không phải bia Đức đâu, là Coca thôi. Ăn đi, tự nhiên đi. Trời ơi, vui vẻ. Hỏi trước đây. Cái thời ăn thì nước thôi, ngon đúng nghĩa là ngon. Ủa chỗ nào cũng phải xích chứ không có chơi chợ rong đúng không? Đúng, chỗ nào phải xích. Mọi người coi nè, ở đây là chỗ nào cũng phải xích vô nha, chứ không phải chợ rong Việt Nam. Thôi người lạ quá, đây chó cũng lạnh. Ừ, chó cũng lạnh. Có rẻ. Đi với mấy vườn sở thú á, là phải lựa cái giờ mà nó không ngủ mới đi được nha. Chứ mà mọi người đi mà cứ tưởng mua vé vô là không được đâu. Ở đây người ta nói là giờ nó ngủ là thôi khỏi thăm luôn. Coi Việt Nam mình vô sở thú không? Ba đang ngủ vậy. Ừ, Việt Nam mình là lấy cây chọi cho tỉnh dậy làm lung tung trò. Đâu phải ở đâu cũng được như Việt Nam đâu mấy bạn. Là Costa đúng không? Bởi vậy mới gọi Việt Nam là trên đường. Em mà em nói đừng quay màn em nha. Sao vậy, nó quản chế mẹ luôn. Anh này là anh Đạt. Qua ở đây á làm Đạt ở trong dây mà cái hướng dẫn viên đồ dẫn đưa đi ăn nhậu đi chơi bò đúng không? Thì đó, ở bên đây là anh làm công việc đó luôn á. Anh là chuyên gia đưa mọi người đi ăn. Mấy vị hút. Thôi để mình ăn tiếp đây. Lát nữa mình đi lên núi quay tiếp. Sao mình
sau khi ăn steak xong rồi bây giờ mình đi ăn kem cream 997 à, cũng mới hai mấy năm. That's way better than kem ở đây ngon lắm. No more coffee. No more coffee. Hai kem mà đang sử dụng luôn à? Ngon. Ở bên đây có bún đậu bớt luôn à? Mình quen nè. Hả? Sầu riêng hả? Ủa, nghe mùi sầu riêng thơm quá ha. Không đốt nữa. Ăn kem. Sầu riêng ngon. Ủa anh đâu có ăn sầu riêng không? Miếng đi, mình nhiều ý. Rồi nó chảy ra em cho anh ăn, em ăn cái nước lạnh trước. Thôi luôn. Đứng ở ngoài nắng nó bớt lạnh hơn mọi người. Chứ đứng ở trong nó lạnh ghê không? Nó lạnh, nó không lạnh vậy nó mặc cái nám hết. Cho bạn thấy cái nhất nhé. Không, bây giờ qua đây nha. Nó đang làm cái da hồng đẹp lắm. Nhà bước Việt Nam thấy da nó mang lại tay tô luôn. Sao cái bị nó kỳ vậy đó? Caramel mà đúng không? Ngọt. Chứ là bây giờ ông đang ăn sầu riêng. Ừ, tại vì ăn sầu riêng vô cái ăn cái bị đó. Đã ăn sầu riêng rồi là không có ăn được mấy cứ nào hết. Yeo ice cream and coffee cafe. Có đồ dao. Nhìn đậm là biết châu Âu rồi. Tôi lại ăn kem. Ừ mấy này nó số 7 giật mà tự quá giờ luôn á. Đúng mới đang làm nó giống kem. Ủa hồi nãy mình tính tiền rồi giờ mình vô mình đái được không ta? Được. Ở tính tiền. Ông anh hỏi rồi chưa? Đưa mắt để lát hồi đi lên kia rồi. Đồ bên này mấy đứa. Ở đây mình phân biệt khách du lịch với lại người bản địa. Mấy bạn biết là gì không? Quỳnh đó. Hai đứa này nó mặc quần đùi. Nãy nó dụ Quỳnh mặc quần đùi luôn. Má hên quá. Mình tỉnh táo, mình không bị thao túng tâm lý. Chứ không chết đi được đó rồi. Lạnh thấy mẹ luôn. Giờ nó thụt vô trong luôn rồi đó mọi người. Ui. Có chiếc ta su. Ủa là lên nó mất vậy hả? Con mất. Ở trên nó là có bà, ở trên nó có nhà thờ. Em mới đi lên nè rồi xong tí là đi xuống không? Xong cũng được. Ủa mấy giờ rồi bên? Trời ơi, cái gì? Ngồi chìm vòng. Hợp lý. Hợp lý. Chùa nhà em đã nhiều giống đẹp. Hợp lý. Cỡ bán phở, cỡ bán phở không Việt Hòa là được rồi. Không có cửa luôn. Không có cửa luôn á. Ừ. Trời, đó lý do em hay đi đón ở nhà anh á. Trời ơi. Không, không được được á. Để mốt mà không không có vợ anh bay qua. Chị. Vấn đề đang nói vậy nhưng mà ai nhục nhất từ nhục. Được. Hả? Thoải mái chị thì năm đi làm cái ông tài năm đi ba lần. Đi đâu ba lần? Ngồi đây. Thiệt không? Thiệt đi. Cứ ai chứa anh qua. Đâu về để đâu bên nhà. Thôi nhưng mà nhà vô có ăn khác là nổi chấm rồi. Ủa ở đây có cái cờ Đức luôn rồi, đẹp quá. Đúng rồi, thà phải có cái làm ba cái sọc này cho tao biết. Kìa. Không đó, cái nhìn nó hay bộ, nó cũng đây nó bán với xe mô hình nghe. Ồ. Ăn kem ấm lắm, nhưng mà đậu người tao, nhưng mà ăn cũng không đến nỗi nào đâu. Quay mặt mình hoài chán, để quay trước cho mọi người coi. Đó, public toilet nè. Ừ, cái này không phải cả. Khu du lịch mà kiếm siêu xe quay cho mọi người coi không có. Chắc phải lên vô trung tâm thành phố mới có. Kế bên chỗ bánh cầu lông trên đường phố. Kế bên là những cái hẹn thở. Cái gì vậy? Hand dog, hand mat, hand crab, hand big. Giờ tôi muốn...
Belly dance hả? Bollywood. Bollywood này à, không đâu. Bollywood là Ấn Độ. Rock. Ủa mình, tao nhớ là cái nhà thờ nằm đầu kia mà mình. Không đâu. Puppy play. Kìa còn có chỗ đẹp đi vậy. Ờ nãy em tưởng con chó luôn á. Hãy tính sổ kêu nó là mà sao nó quýnh quá. Câu hỏi là như con treo á. Bangkok. Bangkok noi. Bangkok noi. Chạm bên này. Ở đây có gì hãng này không? Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Ở đây có gì hãng này không? Của Nhật á. Rẻ lắm, ở Việt Nam nó bán 2 triệu, 2 triệu mấy. Việt Nam nhẹ nhàng thấy nhiều không bệnh. Nhưng mà cái vị Việt Nam nó khác á. Bữa bữa bạn đi bắt mẹ ăn nhà hàng Thái không vậy? Còn xe bullet hay xe gì xe là để làm gì còn mấy người chào mấy người tập tành á. Ồ vậy hả, chạy lên chạy đó còn không già nên chưa được nữa đúng quá. Ở Việt Nam mày để đi xe bullet mà mày quay lại không còn gì luôn con. Ủa cái bảng này là cái gì, người lớn dắt nít qua hay gì? Đúng vậy, có trong xe. Cái chỗ này là nhà thờ, xong rồi người ta đi lễ đồ ra ăn đông rồi. Ở đây có gì đẹp? Có cái nhà thờ đẹp à. Hãy thấy bạn đi lên thờ. Thôi được rồi. Chụp hình này đứng đây nè. Đứng đây nè cá. Bật ngồi đây nè. Rồi, tới giờ chụp hình rồi, chút xíu quay tiếp. Bây giờ kết thúc chuyến lặn đất ở đây nha mọi người. Bây giờ đi lấy xe. Đi chỗ khác. Không có đi lộn. Đi rồi, lặn đất rồi. Đi tới cái nhà thờ nãy là hết rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Bây giờ mình sẽ đi chỗ khác, mình quay tiếp. Bây giờ tụi mình đi lên núi nha mọi người. Lên trên núi ngắm cảnh, ngắm thành phố thôi. Ngắm cảnh cây không? Cây không? Ủa, đậu xe đây luôn hả? Ủa, nhìn là tới rồi hả? Vậy mà giờ mới quay. Hồi nãy đường mới lên đèo quá trời đúng không? Chỉ đồ đèo quay cũng được. Mấy con bãi trống cũng cho đậu quy. Đậu xe ở đây có mấy mua vé nè mọi người nè. Pay here nè. Em mình nó mua vé đây nè. Đó. Đó. Đưa thẻ vô nó nuốt. Không, nó không nuốt. Nó bào sơ. Nó bào mảnh thôi. Mấy đô, mấy đô? 4 đô. 4 đô 1 giờ hay là tính 1 đô 1 gì? Một lần đậu rồi 4 đô. À đây nè. Malaysia Submit 4 đô Úc. Đó. Vô nó bào sơ mình cái mà nó vô đi được. Mà thí dụ ở đây thí dụ mình không trả thì sao? Thì nó phạt 80 đô. Ồ. Nếu mà mình ở đây mà mình đi về mình không trả thì nó ăn về thêm chút. Là bị nhìn ăn luôn đây. Đây nè, bảng nè. Welcome to Malaysia Submit nè.
yêu cầu trả tiền vé and display mở 7 ngày luôn. Giờ đi hướng đó hả? Ok. Ở bên đây là tự giác là trên hết nha mọi người, nó có camera hết á, chứ không phải là mình muốn đi mình đến nỗi xí quên đâu. Có xí quên là 80 đô, có camera kìa. Này mọi người, đứng đưa gốc cây làm bàn. Camera trên cao thấy không? Đó, mình vô là nó nhớ bạn xuống xe mình hết rồi. Về là nó gửi về nhà luôn. Trừ khi nào mình đi xe mượn á, mình muốn đi sao cũng đi được, đúng không? Thằng chủ nhà, thằng chủ xe bị. Đó, mình đi xe mượn thì chủ xe bị thôi chứ mình không bị. Đây, nó phải nhấn mạnh là con này không phải là con chuột nhé. À, we are not, nó nhấn mạnh luôn nè. Ở đây đeo không được bay con hiện tại. Ồ, đó. Mà sao? Đây mọi người thấy nó kỹ không? Nó để hết chứ không phải là lên xin xỏ rồi đâu. Không được bay flycam, không chó, không. Là cái con đó giống con chuột hả? Ồ. Open every day. 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. À cảnh này. Cái này nó giống như ngọn hải đăng quá. À núi. Rồi mình mua vé tự động hả? À ở đây free hả? Tốn 4 đô tiền vé đúng không? Tiền gửi xe. Ồ, trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Ồ, nó có một cái lồng cho người ta ngồi sẽ đỡ lại. À, nó kiểu nó đi rồi á. Cái giờ không lồng, nó không biết nữa. Ừ, đúng rồi. Nó hay làm mấy cái cổng kính nè mọi người. Thấy không? Mấy cổng kính không? Để cho người ta ngồi trong đây cho nó bớt gió đó, gió lạnh quá. Nhỏ đi xe đạp lên luôn. Ừ. Ồ, nhìn xuống. Mình thấy không? Đó là cái ngọn này nè. Nói chung là gửi xe đó đi bộ luôn cũng gần. Không á. Ủa đẹp đi đâu vậy? Có mấy người đeo ba lô này chắc ta đi leo núi hả? Ở đây nhiều khi ta đi leo núi. Rồi hết rồi đó. Chủ yếu là cái trụ này nè. Chiếc cây chờ ở đây nè. À. Cảm ơn các bạn đã coi tới giờ phút này nha. Hẹn các bạn ở video sau. Có gì hay nữa thì tại quay tiếp.